giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm 17 Xin chào mọi người, chào buổi sáng tốt lành Chúng ta hôm qua nói đến Bằng hữu, hữu tính Chữ tính này không chỉ là phải có sự tin tưởng Mà còn phải có tính nghĩa Có đạo nghĩa của bạn bè Cho nên giữa bạn bè với nhau Chúng ta phải làm tròn một số bổn phận Chỗ hôm qua nói đến chính là bổn phận khuyên bạn bè khi bạn bè có điều gì lỗi lầm hoặc giả bạn bè có một số tư tưởng quan niệm lệch lạc chúng ta cần phải khuyên can họ hướng dẫn họ đương nhiên không phải chỉ có bạn bè phải khuyên phải hướng dẫn trên sự thực ở trong giữa người với người chúng ta bất kể quan hệ cha con quan hệ vua tôi quan hệ vợ chồng quan hệ anh em quan hệ bạn bè ngủ luôn này trên thực tế trong khi đối phương có lỗi lầm khi có sai lầm chúng ta đều cần phải hết lòng hết sức khuyên can chúng ta ở trong đời sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được thường thường sau khi chúng ta khuyên rồi không chỉ không có đạt được hiệu quả mà rất có khả năng còn tạo thành một số xung đột trong khi nói chuyện cũng không chắc tôi thường hay nói với học trò của tôi thà tìm phương pháp để thành công chứ không nên kiếm cớ cho thất bại chúng ta khuyên người khác không thành công nhất định là ở trên phương pháp thái độ có gì đó chưa thỏa đáng cho nên chúng ta cần phải tiến thêm một bước hãy tự soi lại mình mà điều chỉnh chứ không nên khuyên rồi không tác dụng liên tự mình nổi giận hoặc giả cảm thấy đối phương không chịu nghe lời rất không có thiện căn chúng ta dùng tam kiểu như vậy là không phải thật chính xác chúng ta hãy suy nghĩ một chút trước khi chúng ta khuyên người khác cần phải xây dựng trên cơ sở gì thì khuyên mới có tác dụng vậy cho nên hôm qua nhắc đến rồi nhất định phải xây dựng trên cơ sở gì vậy trên cơ sở tín nhiệm khi bạn bè chúng ta tín nhiệm chúng ta Coi trọng chúng ta Lời chúng ta nói ra Thì họ sẽ tương đối tin tưởng dễ nghe Một người làm thế nào để được người khác Tín nhiệm gì Tôi đã từng có một số Bạn bè tốt Mọi người chung sống với nhau Bởi vì tôi thường thường tương đối bận rộn Cho nên cả năng nửa năm đến một năm Mới liên lạc với bạn bè một lần nhưng mà mỗi lần những người bạn này gặp mặt nhau với chúng tôi Là thân thiết giống như Bạn cũ mấy chục năm mới gặp lại nhau vậy Có một số bạn bè khác nói chuyện với họ Một tháng không dưới Ba lần đến năm lần Nhưng mà mỗi lần giao tiếp với họ Thì không có thân giống như tôi Cho nên cảm thấy rất là chán nản Họ nói chúng tôi đã tốn nhiều thời gian như vậy Để giao tiếp với người bạn này Cũng không thân thiết bằng giống như với bạn Vấn đề là ở chỗ nào vậy vấn đề ở khi chúng ta đứng trước bạn bè có phải vô cùng chân thành chứ không phải khách sáo không có phải thường xuyên có thể nhìn thấy nhu cầu của người khác ở chỗ nào bước tiếp theo biết bỏ công giúp đỡ hay không khi bạn bỏ công giúp đỡ họ càng nhiều họ có thể cảm nhận được sự quan tâm của bạn thì tự nhiên sự tín nhiệm đối với bạn sẽ sâu khi có tín nhiệm thì cơ sở bạn bè sẽ bắt đầu bắt rễ rất kiên cố nhưng bà rất nhiều người rất biết quan tâm người khác rất biết bỏ công giúp đỡ nhưng mà đối phương cảm thấy áp lực rất lớn cảm thấy nói kính xin bạn bạn sau này không cần quan tâm đến tôi nữa có loại tình trạng này hay không bởi vì bỏ công giúp đỡ đều không có nhắm vào nhu cầu của người khác chỉ nghĩ đến ta muốn làm gì thì làm người khác cũng sẽ cảm thấy nói bạn bỏ công giúp đỡ nhiều như vậy tôi dường như bị nợ nần bạn rất nhiều ân nghĩa thôi được rồi bạn không cần tốt với tôi như vậy nữa làm ơn chức đi Điều này chính là lúc bỏ công giúp đỡ Không có nhắm vào nhu cầu của đối phương mà làm Thí dụ như Nói đúng lúc bạn của bạn, đồng nghiệp của bạn Có một số bạn bè tốt đến tìm họ Đúng lúc người ta đi vắng Giờ lúc này bạn lập tức Tiếp đại khách dùm họ Pha trà mời bạn bè của họ Khiến những người bạn này không bị cảm thấy rất lúng túng Không bị cảm thấy rất xa lạ Đợi khi đồng nghiệp của bạn trở về Thấy bạn của họ Được bạn tiếp đãi đâu vào đấy nội tâm của họ rất thoải mái cái này chính là việc cần thiết nhất của họ lúc này và bạn của họ cũng cảm nhận được bạn của mình ở trong công ty ăn ở cũng không tệ sau đó họ cảm thấy cái bầu không khí làm việc này của bạn rất tốt cho nên đây là nhắm vào đúng lúc cần thiết để giúp đỡ họ để quan tâm họ vào lúc này người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái chúng ta muốn nhìn thấy được nhu cầu của người khác cần phải thông qua việc gì việc để tâm quan sát khắp nơi. Tôi đã từng dẫn dắt một lớp học. Trong lúc dẫn dắt cái lớp này là lớp 6, đúng lúc thầy năm lớp 5 của họ đối xử với họ không thật tốt. Cho nên quan hệ thầy trò rất căng thẳng. Bởi vì thầy giáo trước ra bài tập về nhà, Đều khiến chúng làm đến 11 12 giờ đêm, sự và học trò cũng rất nặng. Cho nên khoảng cách giữa học trò với thầy rất lớn cuối cùng lúc tôi đến dẫn dắt lớp người đầu tiên đứng trên buộc giảng ánh mắt học trò nhìn tôi rất kỳ lạ giống như không tín nhiệm thầy vậy nhìn đông nhìn tây phía trước thì còn có một học trò câu đầu tiên đã hỏi tôi thầy ơi thầy có đánh người hay không vậy chúng ta nếu là người biết nghe nghe ngôn ngữ của các em liền biết tâm trạng của chúng như thế nào chính là có còn tín nhiệm đối với thầy hay không không còn tín nhiệm vào lúc này bạn sẽ không có cách gì yêu cầu em phải tin tưởng thầy thầy sẽ đối xử tốt với em chúng bỗng chốc cũng không thể tiếp nhận cái cảm nhận này cho nên chúng tôi khi phát hiện ra cái điểm này liền bắt đầu biết được nhìn vào nhu cầu của chúng mà bỏ công giúp đỡ tiến tới sẽ dần dần xây dựng quan hệ sự tín nhiệm của học trò đối với chúng ta càng cao thì lời chúng ta nói ra chúng mới có thể nghe chúng mới vui vẻ tiếp nhận thực hiện Cho nên khi tôi quan sát thấy trẻ em lớp 6 Đang trong thời kỳ dị thì Cho nên bụng sẽ rất hay dễ bị đói Vì vậy tôi liền đi mua bánh Hoàn toàn không có chất bảo quản Bánh khô rau mầm Để ở trong ngăn kéo trên bàn của tôi Sở dĩ học trò đến hơn 10 giờ, 11 giờ Là sẽ chạy đến tìm tôi Chạy đến trước mặt đói Thầy ơi, thưa thầy, chúng tôi biết ngay Giả lại khi lấy ra chỉ có thể ăn vài miếng Nhiều nhất là hai miếng Vì sao vậy? ăn nhiều rồi thì trưa chúng lại không thể ăn cơm cho nên nhiều nhất là ăn hai miếng sau đó tôi đặc biệt đã đi mua một cái nồi điện mỗi chiều thứ sáu nấu đồ ăn cho các em ăn tôi nhớ lúc tôi nấu lần đầu tiên là nấu chè trôi nước mè đậu đỏ cái mùi vị đó ra làm sao vậy bây giờ là sắp ăn trưa rồi mọi người nghe xong bụng đều đói đã nấu một nồi chè mè trôi nước chúng tôi vừa bắt đầu Thực ra dẫn dắt một lớp học là giống như một đoàn quân gì Dẫn dắt một quốc gia nhỏ gì Người thầy là một quốc dương Phải dành cho được lòng dân Cho nên trước tiên phải mua chuộc lòng dân Sau khi cái nồi chè này nấu xong Khi mở ra mua vị Xong vào mũi chúng Cuối cùng sẽ ra hiện tượng rất thú vị Tôi nói nào các em ơi Thầy mời các em ăn chè đi nào Cuối cùng một nửa lớp không ăn Một nửa lớp muốn ăn một nửa lớp này rất có khí tiết không bị mua chuột và rất nhiều em thì không thể nhịn nổi lập tức chạy qua ăn một chén còn nói thầy ơi em có thể ăn thêm một chén nữa không cho nên những em học sinh nhóm đầu tiên bị tôi mua chuột này tôi lập tức gọi các em lại để tìm hiểu tình hình trong lớp tìm hiểu tình hình gia đình của mỗi em học sinh chúng tôi hiểu rõ trọng điểm của cái tình hình này mới có thể dạy theo tư chất của mỗi em bạn càng hiểu rõ về cá tính của các em tình trạng gia đình của các em thì bạn sẽ càng biết dùng sức như thế nào cho nên mục đích chúng tôi mua chuột lòng người là muốn tác thành cho học trò trước đó không phải là vì bu cầu quyền lợi cho nên bất kỳ sự việc gì phải xem chủ tâm xem cái chủ tâm này cho nên cái tuần thứ hai nấu thì cả lớp cùng đều ăn đến cuối cùng tình cảm của học trò đối với bạn là rất tốt kết quả khi tôi nấu tiếp như vậy trong tâm liền nghĩ nếu như đóng một học kỳ Thì tôi sẽ mệt chết đi được Cho nên đã được đạt được mục đích tín nhiệm rồi Tôi bỗng nhiên để ra một ý tưởng Tôi liền nói với học trò Thầy ba tuần nay Đã làm mẫu một cái thái độ cho các em thấy Là vì người phục vụ Tiếp theo đó Thầy hy vọng em nào có nhiệt tâm Có thể đem món ăn ngon sở trường nhất của mình Đồ ăn đặc sắc nhất Có thể làm ra mang lên cho bạn bè phục vụ cho bạn Câu nói này vừa nói ra Bạn không nên lo lắng Bởi vì một cái lớp học Đủ loại học trò đều có Cho nên nhất định sẽ có người đặc biệt nhiệt tâm Dẫn đầu Chúng nhất định sẽ xung phong để làm Cho nên tôi lập tức nói em này Em hãy đăng ký đi Em này tuần tới Em kia thì tuần tới nữa Sau đó cứ như vậy đã xếp một học kỳ Sắp xếp họ được rồi tuy là chúng tôi nói đây là một cái động tác hy sinh cho học trò học tập tôi cũng không nghĩ gì quá phức tạp kết quả vô tâm cấm liễu liễu thành rừng cái hoạt động này của tôi khi làm ra học trò học được rất nhiều phương pháp làm việc đây là điều không ngờ đến ngoài sách giáo khoa của tôi học được điều gì vậy bởi vì tuần này đến lượt em học trò này liền nói với nó tôi nói cái việc này giao cho em toàn quyền phụ trách Tuần này em muốn làm trà sữa trân châu Cho nên mọi thứ cần tìm ai giúp đỡ Cần bao nhiêu tiền Cần sắp xếp Những thứ này Những thứ mà cần mua sắm Tất cả em phải phụ trách cho tốt Cho nên huấn luyện nó Phương pháp phụ trách một sự việc Đương nhiên chúng ta bảo học trò làm việc Bạn cũng cần phải nói cho nó biết phương pháp Cho nên tôi liền nói với em em dạy kế hoạch cho một việc nhất định phải nhớ kỹ năm chữ w hai chữ h cái này ở trong phương tây gọi là phương pháp quản lý phương tây vẫn có những điều rất đáng học chúng ta nói học phương đông là thể học phương tây là dụng người phương đông xem trọng nhất là đức hạnh nhất định phải có cái làm thể làm gốc này khoa học kỹ thuật của phương tây để vận dụng điều này rất quan trọng. Phương Tây trong quản lý, trong dịch kế hoạch cho một việc thường dùng năm chữ W và hai chữ H để dịch kế hoạch. Năm chữ W là năm chữ nào vậy? Chữ thứ nhất, tại sao phải làm? Làm bất kỳ một việc gì, vì sao làm phải cho rõ ràng, Cái này đặc biệt quan trọng. Tại sao? làm rõ ràng rồi bạn sẽ làm rất chất lượng cũng biết mục tiêu ở chỗ nào chúng ta hôm nay muốn làm trà sữa trân châu mục đích là ở chỗ nào hy vọng các bạn học ăn thật ngon miệng giống như chú tôi phổ biến văn hóa Trung Quốc cũng phải thâm nhập đang học tập kinh điển và rốt cuộc mục đích học tập thâm nhập kinh điển là gì? Tại vì sao phải học kinh điển? Cái động cơ này rất quan trọng rất nhiều người phổ biến kinh điển ở trong quá trình phổ biến của họ bị lỗi ở chỗ nào gì bị lỗi ở chỗ muốn con cái học thuộc lòng quá nhiều xin hỏi khiến con cái thuộc lòng thật nhiều có phải là mục đích ban đầu hay không gì mục đích ban đầu là gì mục đích của học kinh điển là gì gì cái gì đúng rồi muốn dạy cho con cái căn bản của đức hạnh nhưng mà đi đến nửa đường lại quên mất mục đích ban đầu rồi Lỗi ở chỗ nào vậy Lỗi ở chỗ muốn chạy theo học thuộc lòng Thật nhiều Muốn gì danh Muốn gì lợi Cho nên mang con cái đi bị diễn cấp nơi Bạn thấy những đứa con này của chúng tôi có thể đọc thuộc lòng nhiều như vậy Quên hết mục đích ban đầu rồi Tôi đã từng đến một ngôi trường Họ mời chúng tôi đến tham quan Nhà trường của họ Tổ chức một buổi hội nghị Phụ huynh và giáo viên Cuối cùng có một em lớp nhỏ lên bục đọc đề tử quy Chúng tôi vừa mới ngồi ở bên dưới Kết quả trong quá trình đọc đề tử quy Có hai em đứng ở bên cạnh micro đang đọc Làm anh phải nhường, làm em phải kín Cuối cùng bởi vì trong đó có một em học sinh Nó liền giật cái micro này lại Là nó cảm thấy không muốn để cho người bên cạnh này đọc nữa Liền đẩy em đó một cái Tôi ở bên dưới thấy chẳng ra làm sao Rốt cuộc là đọc thuộc lòng quan trọng hay là làm quan trọng cho nên tại vì sao phải làm như vậy chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ bạn mới không bị quên mất ở trong quá trình này quên mất cái tâm ban đầu của bạn cho nên chúng ta ở trong quá trình kinh doanh cuộc đời ở trong quá trình bận rộn này rốt cuộc có suy nghĩ đến mục đích thực sự ta bận rộn là ở chỗ nào hay không rất nhiều người cứ bận rộn như vậy ban đầu họ là vì vợ con mà bận rộn vì muốn cho gia đình ngày càng tốt mà bận rộn bận đến cuối cùng thấy đều chạy vào trong danh văn lợi dưỡng chạy vào trong những cuộc thù tạc đến cuối cùng vợ con cũng chẳng chăm sóc tốt mà sức khỏe cũng bị hao mòn cho nên thực sự làm bất kỳ một việc gì như đầu tiên tại sao làm bạn phải luôn luôn biết rõ không được phép quên mất điều thứ hai trong quá trình làm cái việc này cần có những gì quá Điều đầu tiên tại sao làm Tiếp đến là người Cần người nào Việc cần những thứ nào Thời gian nào hoàn thành Bạn phải hoạch định thời gian biểu Ở những địa điểm nào Người, việc, thời gian, địa điểm, vật Chỉ quát này cũng có thể bao hàm Cần những đồ vật gì Cho nên bạn thường xuyên có thể suy nghĩ như vậy Thì sẽ không dễ thiếu sót cái này cái kia cho nên chúng ta thử xem chúng cần những thứ gì chúng liền bắt đầu liệt kê ra sau khi liệt kê ra rồi đi mua phải mua ở đâu chúng đều có thể nghĩ đến thí dụ nói chúng cần món đồ thứ nhất món đồ thứ hai chúng có thể liệt kê ra sau khi liệt kê ra xong chúng chỉ cần mua thôi chúng tôi nói em phải như thế nào cái gạch này gọi là hoàn thành nếu những cái thứ này chưa có mua được chúng tôi nói kiểm tra lại một chút ai kiểm tra lại có thể viết ở phía sau cho nên một tờ giấy rất nhỏ là chúng có thể hoạch định toàn bộ công việc cho nên tính kỹ lưỡng của các em năng lực hoạch định sự việc của các em bắt đầu học từ khi nào vậy có phải để chúng lên đại học mới học không cho nên trẻ nhỏ không phải không ham học là do người lớn chúng ta không biết vậy mỗi một em nhỏ phụ trách cái việc này đều là bận rộn chết đi được chúng cần những người nào giúp đỡ chúng biết rõ thí dụ nói chúng nhất định sẽ tìm tôi làm việc giúp tôi cũng không thể ở không được chúng sẽ nói thầy thái thầy lấy cái bếp ga lại giùm em với tôi hôm đó cũng phải đem cái bếp ga lại bởi vì tôi nói mọi người đều phải nghe hiệu lệnh của em em phải phụ trách cuối cùng em liền gọi điện thoại đến nhà tôi đúng lúc cha tôi tiếp ngay lúc tôi hôm đó không có ở nhà em đó lại nói với cha tôi cảm phiền ông nói với thầy của chúng cháu ngày mai nhất định phải mang theo một cái bếp ga vì em đó đã xác định bèn gạch qua còn cần những người nào giúp đỡ chúng liền liệt kê ra cho nên bạn thấy một đứa trẻ đang hoạch định cái gì vậy nó bắt đầu có thể dịch ra sách lược ở những chỗ nào có thể mua được nó phải đi khảo sát tiếp đến toàn bộ quá trình nấu thức ăn này Nó phải hiểu rõ Sau đó phương pháp nó vẫn có thể thịnh giáo Những người có kinh nghiệm hơn Như mẹ nó Cái này là làm như thế nào How to do Muốn đã tốt cần tốt hơn Cái đến là how much Cái này gọi là hoạch định tài chính Cần phải tốn bao nhiêu tiền Nó phải viết ra Sau đó đến sinh tôi Dự toán với tôi nói cần 100 đồng Hay là bao nhiêu tiền Tôi sau đó đưa cho nó cho nên nó liền lập kế hoạch như vậy. Sau đó khi xác định liền đem viết vào sổ ghi chép, cho nên sẽ bắt đầu một tuần là bận rộn. Sau là bận rộn. Chúng ta liền nhìn thấy năng lực làm việc của trẻ sẽ liên tục tiến bộ. Sau đó lớp chúng tôi phụ trách một số công việc có tính toán, trong đó có một việc là thu gom giấy toàn trường để một số giấy có thể dùng được thu hồi lại. Cái công trình đó rất lớn, nhưng mà lớp chúng tôi đã làm rất tốt. Ngay cả vị thầy quản lý đó Cũng chạy đến lớp tôi và nói với tôi Ồ sao mà dọn dẹp sạch sẽ đến như vậy Rất tốt Thật ra chính là làm việc Dần dần từng tí rèn luyện mà ra Cho nên trẻ em phải rèn Phải quấn luyện Kết quả ngoài năng lực làm việc do huấn luyện mà có ra Ngay cả thái độ làm người cũng có biến đổi rất lớn Sau khi lần thứ nhất làm tốt Chúng còn đem thức ăn đến cho tôi ăn mấy bà còn biết nghĩ đến tôi, nếu không tôi đã khóc rồi. khi đem đến bạn không được ăn ngay lập tức, bạn nói tôi đói chết đi được liền ăn ngay thì cái cơ hội giáo dục đó liền đã bị mất hết rồi. học trò đem đến chúng tôi nghe đó liền nói một câu, tôi thường nói chuyện với học trò đều không có nói rõ. tại vì sao không nói rõ vậy? để chúng suy nghĩ. bạn nói một nó làm một, nói hai nó làm hai, nó không suy nghĩ chúng tôi liền hỏi chúng ngoài nghĩ đến thầy ra còn phải nghĩ đến ai tôi có nói ra đáp án hay không không nói em học trò này dường như trầm tư suy nghĩ miệng mỉm cười liền chạy đi rồi tôi cũng không biết nó chạy đi đâu cuối cùng sau đó nhiều em học sinh cũng chạy đi qua khoảng chừng 3 phút thì cô bên lớp kế bên cũng chạy qua cô nói cái thức ăn này ai làm gì làm thế nào mà ngon như vậy cái bánh trứng này ai làm vậy nào 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 gọi em học trò đó lại đây nào tôi thử hỏi xem em làm như thế nào cuối cùng tôi liền gọi một em học sinh nhỏ đến khi em bước đến dáng vẻ khí thế oai hùng rất có tự tin bạn xem đấy cô giáo còn phải hỏi tôi làm như thế nào em liền bắt đầu nói với cô nguyên liệu mua ở đâu làm như thế nào cho nên em học trò này mặc dù làm bài kiểm tra làm không phải thật tốt nhưng mà phương diện làm việc của nó tính kỹ lưỡng của nó được nâng cao lên đây là có sự giúp ích rất lớn đối với nội tâm của trẻ Vậy là vượt ngoài dự tính ban đầu của tôi Tiếp đó, sau khi tất cả các em đi hết Đi tặng cho thầy cô lớp 1, 2, 3, 4 trước đây của đó Những ngay cả thầy giáo lớp bên cạnh chúng cũng đều đến tặng Cho nên toàn trường đều biết lớp chúng tôi đang làm gì những em học trò này lớp 5 bị thầy giáo ép Cho nên chúng vị là đã đối với người như thế nào Đối với thầy đã có khoảng cách rồi Tương đối lạnh nhạt rồi Cuối cùng hoạt động này khi làm như vậy Chúng thường thường đều đem đồ ăn đi tặng người khác Thì tất cả thầy cô nhìn thấy chúng đều là như thế nào Đều là mỉm cười đón tiếp chúng Cho nên học trò trong lớp chúng tôi thường thường Cách thầy cô xa chừng 3 đến 5 mét Từ xa đã giơ tay lên Em chào thầy Cho nên chúng đối với người lễ phép Ở trong cái khoảng thời gian này Tiến bộ đặc biệt nhanh khi chúng đối với người có lễ phép thì tâm cung kính của chúng liền xuất hiện cái tâm quan tâm chu đáo của chúng đối với người cũng sẽ được nâng cao lên cho nên khi chúng ta biết bỏ công sức và chỉ nhằm vào nhu cầu của trẻ thì rất có thể được chúng tín nhiệm và cũng từ trong chỗ bỏ công sức bản thân cũng có tiến bộ sau đó học trò cũng có sự tiến bộ rất lớn bởi vì chúng biết bỏ công sức cho nên ở trên thái độ đối xử với người Và trên năng lượng làm việc Cũng đồng thời được nâng cao Cho nên thực ra giáo dục các em ở chỗ nào gì? Không có sách vở Sách vở là phương pháp Trên thực tế phải thực hiện ở đâu vậy? Ở trong đời sống Ở trong từng ly từng tí chung sống với người Cái đó là học vấn cái đó mới là những thứ chân thật Cho nên chúng ta dạy học trò Cũng phải kéo dùng thật nhiều tình huống Trong đời sống để hướng dẫn chúng Và cái này có thể lợi dụng tình huống đời sống hay không Cũng phải quyết định bởi thầy cô Và phụ huynh có độ nhạy cảm Trong giáo dục như thế này hay không Và cái độ nhạy cảm Trong giáo dục này Cũng quyết định bởi quan niệm chính xác Của những bậc làm người lớn chúng ta Rốt cuộc vì các em cái gì là quan trọng trong đời khi bạn nhìn đúng, được hiếu là quan trọng, khi bạn nhìn đúng được cung kính lễ phép là quan trọng, khi bạn nhìn đúng được một đứa trẻ có thái độ làm việc cần mẫn là quan trọng thì bạn sẽ nắm giữ được điểm cơ hội trong toàn bộ quá trình trưởng thành của nó để dạy. Khi chúng ta còn chưa làm rõ ràng tâm hiếu là quan trọng, tâm cung kính là quan trọng, có thể các em cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Thì những thứ này là lỗ hổng rất lớn cho nên rốt cuộc trẻ em hiện nay cần quan niệm tư tưởng như thế nào chúng ta phải rõ ràng minh bạch sau khi tín nhiệm xây dựng tốt rồi sự việc vẫn chưa kết thúc cho nên nhân tình luyện đạt đều là văn chương muốn có thể làm viên bản một sự việc cần có trí huệ cao độ cho nên sau khi tín nhiệm đủ rồi khi chúng ta khuyên chúng ta còn phải quan sát thời cơ và khuyên người khác bạn nhất định trước tiên phải soi trở lại chủ tâm của bạn chúng ta thường thường trẻ nhỏ rất thích tố cáo chạy đến nói bạn nào đó ra làm sao bạn nào đó là như thế nào chúng ta không có vội vàng đi xử lý một học trò nhỏ khác chúng ta sẽ trước tiên hỏi em học trò này em thưa với thầy cái bạn này ý của em là muốn giúp đỡ bạn hay là vui sướng khi thấy bạn gặp họa em học trò này suy nghĩ một lát không nói lời nào chúng tôi nói tiếp nếu như em thật tâm là muốn giúp đỡ bạn này thì em không cần phải đến trình thư với thầy em có thể trực tiếp dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bạn này những em học trò tương đối lương thiện chúng thật sự có thể nghe hiểu sau khi em nó đi qua thì hai bạn học bèn nắm tay nhau đi bởi vì bạn bình thường ở trong lớp Còn có một số hướng dẫn cho chúng Và khi trở lại Thì em học trò bị khuyên này Liền nói Có bạn học nào đó vừa mới khuyên em Bạn ấy rất hiểu ý của em Thế là Hòa hợp êm thấm Nếu như bạn không hướng dẫn các em nhìn lại chủ ý của mình Thì đến lúc em này đến tối giác Em kia đến tối giác phát triển thành trào lưu Bạn sẽ bận rộn sức đầu mẻ tráng Đến cuối cùng bạn còn phải đập bàn quát Thôi đừng nói nữa sao chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác vậy cho nên khuyên người khác thì trước tiên chúng ta phải tự hỏi chủ ý của mình là gì là thật sự mong muốn tốt cho đối phương thì cái việc này bạn sẽ làm viên mãn bởi vì con người có tâm chân thành nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp tốt sau đó mới làm thế thời cơ khuyên can vào lúc nào vậy đệ tử uy có dạy hay không thời cơ khuyên can nói khuyên chưa được vui khuyên tiếp Khi tâm trạng tốt lại khuyên tiếp Ngoài ra Quy quá ư tư thất Khi khuyên người khác Có nên ở nơi đông người hay không vậy? Không nên Như vậy sẽ làm mất thể diện của họ Họ mỗi ngày nghĩ đến những người này Để biết ta sai ở chỗ nào rồi Thì họ đâu có ý nghĩ để sửa đổi lỗi nữa chứ Cho nên phải khuyên lỗi nơi phòng riêng khuyên riêng là tương đối tốt cho nên chúng ta phải quan sát rõ thời cơ thí dụ nói giao thiện bất ngôn thâm cái này cũng phải xem thời cơ tiếp đó khi bạn khuyên một người bạn phải xem trình độ của họ tiếp theo đó bạn điều chỉnh ngôn ngữ của bạn trình độ của họ ở mức trung bình trở xuống thì ngôn ngữ của bạn không được quá sâu xa nếu không thì họ nghe thấy chẳng hiểu gì cho nên luận ngữ nói trung nhân dĩ hạ bất khả nhĩ ngữ thượng giả trình độ bậc trung trở xuống bạn không nên dùng thái độ ngôn ngữ của người bậc thượng nói với họ họ không thể hiểu được trung nhân dĩ thượng khả dĩ ngữ thường giả cho nên ngoài điểm thời cơ ra bạn còn phải xem trình độ người này đến mức độ nào khi bạn đều có thể quan sát được những sự khác biệt từng đi từng tí này bạn khuyên người hiệu quả sẽ rất tốt chúng ta tiếp tục xem thái độ phương pháp khuyên người khác nên dùng thái độ như thế nào Ở trong Đệ Tứ Quy nói Mặt ta vui lời ta dịu Có phải đối với mọi người đều Mặt ta vui lời ta dịu không? Mặt ta vui lời ta dịu Đối với đại bộ phận người là rất tốt Người ta vui vẻ tiếp nhận Nhất là trong đối xử với cha mẹ Cho nên ở trong nhập tắc hiếu nói phải là Mặt ta vui lời ta dịu Cho dù bạn có lý đi nữa khi đối với cha mẹ có được giống như đang đối với thế hệ sau hay không Thế thì cha mẹ của bạn tuyệt đối không thể tiếp nhận Cho nên Đối với người lớn nhất định phải mặt ta vui lời ta dịu Xin hỏi khi đối với thế hệ sau có cần mặt ta vui lời ta dịu không Phải xem tình hình Có khi đứa trẻ này rất không có tự tin Bạn nói chuyện với nó rất hung dữ Nó sẽ sợ hãi vào lúc này có thể tương đối nói năng nhỏ nhẹ để chỉ dạy nó có một số đứa trẻ rất ngạo mạn bạn vẫn nói năng nhỏ nhẹ với nó nó cũng chẳng xem bạn ra gì giờ lúc này bạn phải tỏ ra uy nghiêm cho nên đứng trước thế hệ sau chúng ta phải xem tình hình đứng trước người lớn thái độ nhất định phải tốt đứng trước người đồng trang lứa mặt ta vui lời ta dịu cũng không có vấn đề nhưng mà có những thời điểm mấu chốt khi bạn bè của bạn đúng lúc đang điên đảo vào lúc này bạn mặc ta vui lời ta diệu họ có thể tỉnh ngộ hay không họ không thể tỉnh ngộ được Giờ lúc này làm thế nào đây vào lúc này nếu như lúc tín nhiệm rất đủ bạn cần tỏ vẻ giận dữ bạn vẫn phải tỏ vẻ giận dữ tôi nhớ tôi có một người bạn đúng lúc cuộc sống của anh ta đứng trước một điểm xung đột rất lớn cho nên toàn bộ tâm trạng vô cùng không tốt đến nhà tôi vốn dĩ là muốn đọc sách cuối cùng khi ngồi xuống đã tuôn nỗi khổ ra nửa giờ đồng hồ kể rất tức giận tôi im lặng để anh ta tuôn hết nỗi khổ ra sau khi tuôn hết ra rồi tôi lại nhắm vào những nỗi khổ mà anh ta tuôn ra này kể lại với anh từ đầu là do bạn làm không tốt ở chỗ nào mới có thể tạo thành cái kết quả này cuối cùng tôi trả lại cho anh nửa giờ đồng hồ rất dữ dội bởi vì anh ấy đã Chúng ta nói mắt chứng cuồng loạn Đã bị mất kiểm soát rồi Giờ lúc này bạn phải dùng chánh khí Trấn áp anh ấy Cho nên tôi đã đáp lễ anh ta đúng nửa giờ đồng hồ Trong nửa giờ này Anh ta cũng không có xem vào một câu nói nào Bởi vì tôi quá dữ Sau khi nói xong anh ta trở về Sáng sớm hôm sau Anh gọi điện thoại cho tôi Anh nói anh đã sống ba mươi mấy năm rồi hôm qua đã nhận được một món quà sinh nhật đẹp nhất tôi nghe xong cảm thấy rất hổ thẹn người ta hôm qua sinh nhật mà tôi còn mắng cho người ta một trận nhưng mà tôi từ trong lòng khâm phục anh ấy vì sao vậy bạn bè ăn nói thẳng thắn đến như vậy anh ấy lập tức có thể chuyển đổi tâm thái của anh ấy cho nên người này là có đại phúc cho nên phúc của con người ở chỗ nào gì Phúc ở biết nghe khuyên can Có thể tiếp nhận người khác khuyên can đối với bạn Thế phúc của bạn vì sao là vô cùng Anh bạn này của tôi giống như cuộc sống Đi đến mức gần như là Đã đứng trước bờ vực thẩm rồi Hiện giờ quay ngược trở lại Sống cuộc sống rất tốt Cho nên phúc của anh ấy ở chỗ nào gì Không phải ở trên trời rơi xuống Là anh ấy có tâm, độ lượng, tiếp nhận Sự khuyên bảo của người khác và lúc đó cũng là bởi do tôi quan sát thời cơ bởi vì quả thật niềm tin của anh ấy đối với tôi rất đủ chúng tôi mới dám dùng loại thái độ này để ứng xử với anh ấy và loại thái độ này tuyệt đối không phải là nổi giận tuyệt đối không phải chúng tôi biết là rất rõ ràng minh bạch vẫn là suy nghĩ gì anh ấy cho nên là nổi giận hay là suy nghĩ cho người khác vẫn phải hỏi lại bản thân bạn nếu như chủ tâm của bạn đúng rồi thời cơ của bạn cũng không sai Thái độ phương pháp cũng đúng Thế vẫn không có hiệu quả Giờ lúc này thì làm thế nào? Thật ra Không phải không có hiệu quả Chúng ta hãy xem hình vẽ Hành vi đời sống của con người Đều có quán tính Thói quen Không chỉ con người Mọi vật đều có quán tính Cho nên ở trong vật lý học gọi là định luật quán tính nếu bạn thúc đẩy quán tính cho một vật thí dụ nói ly nước này chúng ta đặt ở đây nếu khi bạn đẩy nó vừa mở đầu lực quá nhỏ có thể chuyển động được không lực của bạn phải từ từ tăng thêm tăng đến mức phá vỡ quán tính tỉnh của nó gọi là lực ma sát tỉnh khi phá vỡ rồi liền chuyển động ngay cuối cùng khi chuyển động rồi thì bạn không cần nhọc sức như vậy nữa cho nên khi đẩy nhất định phải đến mức độ nào gì Đến mức phá vỡ lực ma sát tỉnh Nó lập tức biến thành lực ma sát động Thì tương đối thuận rồi Cho nên bạn muốn khuyên người khác thay đổi hành vi của họ Cũng cần có một quá trình Và bạn đẩy đến chỗ này đều nói Anh thấy tôi đẩy cũng vô ích Có tác dụng hay không? Có Là vẫn chưa đến cái độ mạnh đó Tiếp tục cố gắng như thế nào Cái quá trình này có cần có tính nhẫn nại Để đến khi bỗng nhiên chuyển động rồi Họ liền dần dần có thể tự yêu cầu mình Là bạn không cần đẩy nữa Nhưng mà trong quá trình này Bạn không được đẩy đến chỗ này rồi nói Vô ích không đẩy nữa Thì công lao phía trước thảy đều dứt hết rồi Cho nên lý của muôn sự muôn vật Đều tương dung lẫn nhau Nguyên lý của vật lý và nguyên lý của hóa học Đem vào trong đời người vẫn có thể dùng được Cho nên nếu chúng ta quan sát khi thời cơ còn chưa đến Cần dùng tính kiên nhẫn để thúc đẩy Mà trong tính kiên nhẫn Cần bao gồm cái sự chân thành của bạn Sự quan tâm của bạn Chúng tôi có một người thầy Dắt theo con nhỏ Em bé này được nuông chiều từ nhỏ Nên đã hư rồi Cho nên ngay cả phép tắt ăn uống Cũng không có Vì vậy người thầy này hạ quyết tâm Muốn cố gắng rèn luyện cho nó Muốn khiến nó tự mình ăn Bởi vì đứa bé này xưa nay chưa hề tự mình ăn bao giờ Đều là trà đến thì đưa tay ra Cơm đến thì há miệng Các vị bằng hữu Bạn trong khi nói câu nói này với trẻ Cần giải thích một chút Bởi vì chúng tôi có một em học trò đã nói Thầy ơi trà đến thì đương nhiên phải đưa tay ra Cơm đến thì đương nhiên phải há miệng Nếu không làm sao mà ăn được chứ Nó không hiểu ý nghĩa của cái thí dụ này Cho nên nói chuyện với các em thế hệ này Bạn còn phải nói tỉ mỉ Có khi ngay cả sức lãnh hội này cũng không có cho nên mọi thứ đều là do người ta đến hầu hạ nó vì thầy này hạ quyết tâm sẽ quấn luyện nó tự mình ăn mỗi ngày ở nơi đó la con không chịu đâu thầy này muốn hại chết con rồi dùng bất kỳ ngôn ngữ nào rất gây ngắt để thử thách tính kiên định của vị thầy này dùng lời lẽ rất cai nghiệt để kích động thầy cuối cùng sau khi chịu đựng được một tuần vị thầy này cảm thấy rất mệt trong tâm nghĩ rất muốn bỏ cuộc thôi đi bỗng nhiên đến thứ hai vào lớp vào lúc buổi trưa thầy vẫn chưa bảo em học trò này ăn cơm Nhưng em học trò này tự mình nhảy lên nói Thưa thầy có muốn ăn cơm Vì thế này ngay lúc đó bỗng nhiên cảm thấy Nhiều cảm xúc đang xen Ép nó ép muốn chết Bỗng nhiên tự mình chủ động muốn làm Cho nên cái sức mạnh này vẫn là thật sự không được gián đoạn Cho nên từ chỗ này chúng ta liền có thể hiểu được Khi người khác cần có rất nhiều công phu chúng ta phải tự mình nâng cao sau khi chúng ta chu đáo mọi mặt rồi bạn bè có thể sẽ thường thường có thể tiếp nhận sự khuyên can của chúng ta tiếp theo đó sẽ có sự giúp đỡ có sự giúp đỡ đối với cuộc sống của họ đối với gia đình của họ cái vừa mới nói là điểm thứ nhất đối với bạn bè phải có cái bổn phận khuyên can Cái bộ phận thứ hai là quan tâm. Quan tâm bạn bè. Chúng ta vừa rồi cũng có nhắc đến bỏ công giúp đỡ. Cái bộ phận này thật ra cũng chính là quan tâm, người cổ đại rất trọng tình nghĩa bạn bè. Nhưng mỗi lần muốn quan tâm đi đến nhà bạn bè, có thể đi một chuyến là bao lâu vậy? Có thể đi một chuyến là 3 tháng, 6 tháng. Nhưng người chúng ta hiện nay bạn bè có thể 20 phút ngồi xe là đến rồi. Mình về đến nhà vừa ngồi xuống ghế sofa Bộ dạng uể oải Rất có thể bạn bè rất gần nửa năm một năm Cũng qua lại chưa đến một lần Tục ngữ chúng ta nói gặp nhau tình cảm thêm gần Sau khi con người không thường gặp mặt nhau Có khi vừa gặp mặt cũng cảm thấy rất lúng túng Cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì Bạn hoàn toàn không có cơ hội quan tâm cho nên người xưa thường thường là vì tình nghĩa bạn bè họ có thể trèo non lội suối ba tháng để đến thăm bạn vào thời triều hán có một người có học tên là tuân cự bá ông đi theo cái đường núi này để đến thăm bạn cuối cùng đúng lúc bạn của ông bị bệnh ông liền ở lại chăm sóc người bạn này cuối cùng ở trong cái quá trình chăm sóc này ở quê hương này của người bạn có trộm cướp đến hoành hành Trộm cướp đến cướp bóc Mọi người ở trong thành Đều sợ chết khiếp Thấy đều trốn chạy Ấn nấp Bạn của ông Khi nghe được cái tin tức này Liền nói với Tuân Cự Bá Ông nói Bệnh của tôi nặng như thế này Tôi đã đi không nổi rồi Anh hãy mau mau đi Anh hãy mau mau đi bạn có nên đi hay không? Các vị bằng hữu có nên đi hay không? Bạn không đi thì tính mạng của bạn khó bảo toàn Cho nên từ trong cái điểm này Chúng ta có thể cảm nhận ra được Người có học thời xưa Luôn luôn ở trong ý nghĩ Vị trí đầu tiên không phải là mạng sống của mình Vị trí đầu tiên là gì? Là nghĩa Là hiếu Là giáo huấn thánh hiện Cái ý nghĩ đầu tiên họ nhắc đến là cái này không phải chuyện sống chết của mình Cho nên người xưa là Xác thân thành nhân Xả sanh thụ nghĩa Bởi do họ đều là Có cái loại chủ tâm này Cho nên khi cái tâm niệm này biểu hiện ra Luôn luôn cảm động trời đất và hạng vật Cho nên biết bao nhiêu hiếu tử Có thể tránh khỏi được miệng hổ Nguyên nhân là do đâu Nguyên nhân trong khi họ đối diện sanh tử Trước tiên họ nghĩ đến Ta còn có mẹ già phải phụng dưỡng Cho nên khi cái tâm niệm này vừa khởi lên Thì ngay cả hổ hung dữ Cũng bị họ cảm động Cho nên trong lịch sử Những hiếu tử tránh khỏi miệng hổ Chuyện này quá nhiều quá nhiều rồi Và người có học này Tuân cự bá Ông không đành lòng bỏ bạn mà đi cho nên liền ở lại khi trộm cướp xong vào ông lập tức chạy ra nghiên đoán ông nói bạn của tôi đã bệnh nặng như thế này rồi các ông không được làm hại anh ấy các ông muốn gây chuyện muốn làm hại thì cứ làm hại tôi đi cuối cùng bọn trộm này liền nghĩ nói mọi người đều dồi dà muốn chạy thoát thân ông đã không chạy trốn hơn nữa là có thể trốn mà không trốn đừng vì đạo nghĩa bạn bè thà tổn hại mạng sống của mình để ở lại chăm sóc bạn Trộm cướp không phải sanh ra là trộm cướp Trộm cướp đều là do tình hình xã hội Ngay lúc đó không tốt Chỉ để sống rất gian khổ Mới xảy ra trộm cướp tràn lan Lúc Thái Bình thịnh thế Thì rất ít có trộm cướp Cho nên họ cũng chẳng có cách nào Sau đó lại không có nhận được Những giáo huấn của Thánh Hiện Bí quá, hóa liều nhưng mà họ mỗi ngày đều có lương tri cho nên khi những người học trò có học này dùng tâm chân thành đem đạo nghĩa diễn ra thì họ cũng sẽ được đánh thức cho nên kẻ trộm cướp này lập tức liền nói bản thân chúng ta những người này là người vô nghĩa làm sao có thể đến cướp cái nơi có đạo nghĩa này được chứ cho nên toàn bộ rút về cho nên đạo nghĩa của một người đối với bạn bè đã cứu giảng vận mệnh của một khu vực các vị bằng hữu vở kịch hay như vậy thời cổ đại đã diễn ra rồi vở kịch hay như thế này hiện đại có thể diễn được ra không có được không không được các bạn mất niềm tin như vậy phải dựa vào chúng ta diễn kinh điển của thánh hiền tuyệt đối không được niêm phong ở trong sách phải dựa vào chúng ta những con cháu đời sau này đem nó phụng hành đem nó diễn dịch ra mới có thể khiến cho hào quang của thánh giáo chiếu đến càng nhiều người hơn cho nên bắt đầu làm từ bản thân chúng ta đánh bóng bản thân đem cái hào quang này lan tỏa ra người xưa làm được người hiện nay nhất định cũng có thể làm được Chú Lư chú có một người bạn Kết giao với nhau Thời gian đã gần 20 năm rồi Vì đúng lúc chú Lư Đi tìm người bạn này của chú Bởi vì người bạn này rất gần với nhà của tôi Cho nên tôi rất quan hỷ Chở chú Lư đi tìm người bạn này của chú Trong cái thời điểm cơ hội Lần đi tìm bạn của chú Đúng lúc chú Lư có cầm theo rất nhiều sách thánh hiền Để tặng cho bạn của chú sau khi tặng xong tôi lại chở chú Lư đi nghỉ ngơi Trên đường đi chú Lư liền nói với tôi Chú nói người bạn này chú đã quen biết 17 năm rồi 17 năm trước Chú đã biết người bạn này nhất định sẽ bị thất bại Cho nên người xưa rất lợi hại Người có trí huệ cũng rất lợi hại Nhìn thấy ngôn ngữ hành vi của họ là có thể suy đoán họ vì sao có thể sẽ gặp phải những chuyện gì xảy ra. Bởi vì người bạn này của chú lúc tuổi còn trẻ bỗng chốc lên như diều gặp gió, tài sản đến hàng trăm triệu. cái gọi là thiếu niên đắc chí đại bất hạnh. Sau khi vừa có tiền liền kiêu căng, tự phụ, cảm thấy mình rất có tiền, cái gì cũng có thể làm được cả. cho nên sau khi sự nghiệp bỗng chốc lên như diều gặp gió như vậy thì tâm ngạo mạn của mình khởi lên lời của người khác không thể nghe vào được ở trong cái đoạn thời gian này bởi vì không thể nghe vào nên chú lư liền lặng lẽ quan sát để đến sự nghiệp của ông sụp đổ xuống sụp rất thê thảm tài sản từ hàng trăm triệu biến thành mang nợ giá lại cũng không phải là số nợ nhỏ vào lúc này khi đó ông đang lên như vừa gặp gió mỗi ngày bạn bè thấy sang bắt hoàng làm họ với ông hiện giờ một người cũng không còn cho nên con người nhận giả không nhận chân ai là bạn chân thật ai là bạn giả người có thể nhận biết rõ ràng vẫn thật sự là không nhiều cái gọi là hoạn nạn mới thấy tình thật bởi vì ông bị thất bại rất thê thảm Cho nên chú Lư mỗi tuần mất mấy giờ ngồi xe Để giúp ông giải quyết vấn đề tài vụ Chú Lư ở bên ngoài Người ta mời chú làm việc Việc đó cũng phải là rất nhiều tiền Chú đã từng ở một công ty Cái công ty này Mời chú làm cố vấn Mỗi tuần chỉ thảo luận với họ từ 3-4 giờ đồng hồ Một tháng chỉ thảo luận 4 lần tổng cộng mười mấy giờ đồng hồ cái gì bằng hữu cái công ty này trả chú bao nhiêu tiền gì một tháng trả chú bao nhiêu tiền hai ba mươi ngàn chỉ có mười mấy giờ đồng hồ đã phải trả phí cố vấn cho chú dài ba mươi ngàn mà cái người bạn này không có trả chú một xu nào tiền xe tiền máy bay chú tự mình bỏ ra sau đó là thời gian mấy tháng như gì, gì giúp ông giải quyết vấn đề tài vụ ở trong hoạn nạn Nên sự tín nhiệm của bạn Đối với chú càng ngày càng cao Đến lúc này Cái duyên này đã gieo được bao lâu rồi Đã gieo hơn 10 năm Sau đó lại đem giáo huấn thánh hiền tặng cho ông Bởi vì thật sự có thể giải quyết vấn đề Trong cuộc đời của ông Tuyệt đối không phải đưa cho ông bao nhiêu tiền Mà là cho ông một quan niệm Tư tưởng chính xác Cái này mới có thể giải quyết căn bản hơn nữa ngoài tặng sách cho ông ra, chú Lư còn xin tôi một số sách giáo dục nhi đồng. Những cuốn như Đệ tử uy, Tam tự kinh này, bởi vì chú Lư còn suy nghĩ đến không chỉ cần ông tiếp nhận giáo dục mà còn con của ông nữa. Cho nên loại tâm thương cảm bạn bè này, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả thế hệ sau của bạn bè cũng để ở trong tâm. Cho nên bởi vì cái mô phạm này của chú Lư Tôi sau này đứng trước bạn bè tôi cũng sẽ nghĩ đến Chúng ta mới khuyên một lần, hai lần đã bực mình Người ta chú Lưu đã khuyên 17 năm cũng là vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc Cho nên nhìn thấy họ, bản thân tôi cảm thấy rất hổ thẹn Thúc giục mình phải tiếp tục nâng cao học vấn của mình Cổ kim trong ngoài loại đạo nghĩa quan tâm đối với bạn bè này Ở đâu cũng vậy chúng ta nhìn thấy trong hồng lâu mộng có một nhân vật rất là quan trọng tên là bà lưu bà lưu là người không biết chữ người không biết chữ có được giáo dục hay không vậy người không biết chữ chưa chắc không có giáo dục giáo dục là có thể khiến một con người trở thành người thiện mới gọi là giáo dục khi họ đã được đi học 16 năm Mà đối với người cũng không biết quan tâm Vì họ có được giáo dục hay không Có hay không Không có Cho nên tôi nói với học trò Nói với những em nhỏ Tôi nói tốt nghiệp đại học Là có văn hóa hay không Các em đều không suy nghĩ Nó có Tôi nói bất hiếu với cha mẹ Có văn hóa hay không Các em nói không có Tôi nói tốt nghiệp đại học Mà bất hiếu cha mẹ Vì có văn hóa hay không Có hay không Không có Thế thì chẳng phải các bạn vừa mới nói tốt nghiệp đại học Là có văn hóa ha Các em bị tôi hỏi như vậy Đều mờ mịt cả Bản chất của văn hóa Điều quan trọng nhất là gì Là trí huệ thánh hiền Là đạo lý làm người Cái này gọi là văn hóa Đây là hạt nhân quan trọng nhất Ở trong giáo dục Họ ngay cả điều này cũng không thể học được thì quá trình học càng cao cũng không có giáo dục Quá trình học càng cao Cái học được là tri thức Cái học được là kỹ năng Cho nên con người thật sự phải biết phân biệt Thế nào mới thật sự là có giáo dục Cho nên bà Lưu tuy không biết chữ Nhưng bà Bà có thể từ nhỏ Cha mẹ dạy cho bà biết Phải hiếu đối với cha mẹ Phải có đạo nghĩa với bạn bè Cái mà bà học được là đạo lớn Chân thật đạo lớn luôn thường. Cho nên khi toàn bộ nhà họ giả, nhà giả Bảo Ngọc từ lúc lên như diều gặp gió đến lúc toàn bộ suy sụp, không có người nào trở lại nịnh hót bợ đỡ. Những người này trước đây đến, chúng ta nói cảnh tượng đông như chảy hội hoàn toàn không thấy nữa. Không có người nào trở lại quan tâm, chỉ có bà Lưu vẫn nấu chút thức ăn đến cho họ ăn thậm chí là thế hệ sau của họ vẫn được bà lưu đón tiếp về quê để chăm sóc nuôi dưỡng cho nên người như vậy mới là thật sự có tính nghĩa có đạo nghĩa cái gì bằng hữu xung quanh chúng ta hiện nay có bao nhiêu loại bạn bè này đương nhiên nếu như hiện nay chúng ta suy nghĩ thấy một người cũng không có có thấy đau lòng hay không có thấy buồn hay không bạn nói điều không có tôi giận số thật kém có phải là giận số hay không không phải yêu người thường được người yêu lại kính người thường được người kính lại chúng ta hy vọng giữa bạn bè với nhau có thể yêu thương nhau quan tâm lẫn nhau chúng ta hy vọng nhóm bạn bè của chúng ta là trạng thái như vậy đây là một loại kết quả bạn bè biết quan tâm lẫn nhau Tôn trọng lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Cái kết quả này trước tiên Phải trồng cái nhân gì vậy Nhất định Phải bản thân chúng ta Trước tiên chủ động quan tâm Chủ động yêu thương người khác Khi cái thái độ này của chúng ta biểu hiện ra Liền đánh thức cái tâm vốn thiện quan tâm người khác Yêu thương người khác đó của mỗi người sau khi đánh thức thì giữa bạn bè với nhau tuần hoàn tốt cũng sẽ kéo theo một cách rất tự nhiên cho nên muốn có tình nghĩa bạn bè đạo nghĩa bạn bè bắt đầu làm từ ai vậy bắt đầu làm từ bản thân chúng ta mà đạo đức học vấn của một người ở trong trạng thái như thế nào sẽ được nâng cao danh nhất càng khó làm bạn có thể làm được càng khó nhẫn bạn có thể nhẫn được thì học vấn của bạn sẽ nâng cao càng nhanh. Giờ muốn huấn luyện bản thân có cần tính nghĩa đạo nghĩa của bạn bè hay không? Cho tốt nhất là ở chỗ nào ở Hồng Kông vì sao vậy? Hồng Kông nơi kinh tế phát triển nhất ở trong đầu của người ta điều quan trọng nhất đứng đầu là gì? Là lợi là tiền coi trọng lợi thì coi nhẹ đạo nghĩa cho nên chúng ta từ chỗ đầy biểu diễn ra vở kịch để đánh thức đạo nghĩa của người hồng kông tốt rồi hôm nay chỉ học đến đây thôi cảm ơn mọi người 南无阿弥陀佛。